Chia sẻ với các bạn về việc làm thế nào để đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối cho trẻ mọi lúc mọi nơi. Có lẽ để đảm bảo cho trẻ em có thể an toàn được trong bất kỳ trường hợp nào thì chúng ta người lớn, mẹ, cô giáo luôn phải có ý thức để mắt đến trẻ. Sau đó là chúng ta tạo một cái không gian gần gũi ở trẻ là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, như trong gia đình, như ở lớp học. Thì tất cả những cái đồ dùng vật dụng mà không được đảm bảo an toàn cho trẻ thì chúng ta phải loại bỏ trong cái tầm tay với của trẻ, như ổ điện, phích cắm, các cái đồ dùng chứa nước, các cái đồ dùng đựng thức ăn, những cái gì mà có nguy hại đối với trẻ là chúng ta nên để xa cái tầm tay với. Đặc biệt là cái môi trường nước cũng là một cái môi trường mà rất là dễ làm cho trẻ bị tai nạn không an toàn, thì chúng ta phải nên cố gắng là tránh để cho trẻ không bị đi lại bị trơn trượt. Thì nền nhà, nhà vệ sinh lúc nào cũng phải lau khô, và phải có ý thức không để các cái đồ dùng vật dụng chứa nước như là xô chậu rồi bể nước ở trong cái tầm mà trẻ có thể đi lại, có thể nghịch. Và đặc biệt là những cái đồ dùng đựng nước thì cố gắng là sẽ phải có những cái nắp đậy để đảm bảo an toàn cho trẻ. Sau này trẻ lớn hơn một chút thì chúng ta cũng nên để ý đến những cái khu vực bên ngoài, ở môi trường gần gũi, ví dụ như là hồ ao rồi là các cái hố nước, thì chúng ta sẽ phải cố gắng để làm nào mà trong môi trường để cho trẻ sống thì chúng ta nên cố gắng phải có những cái rào chắn, những cái mà không cho trẻ có thể đi ra hoặc ngã xuống ao hoặc là xuống các cái hố nước. Cái thứ ba là các cái đồ dùng vật dụng thì chúng ta phải loại bỏ ngay từ ban đầu những cái yếu tố nguy hại, ví dụ như là cạnh sắt, ví dụ như chất liệu làm mà không được đảm bảo an toàn, có cái chất độc nguy hại thì không để trong tầm với, hoặc là không để cho trẻ chơi những cái đồ chơi mà có những cái nguy hại đối với trẻ. Sau này lớn lên thì chúng ta sẽ dần dần cung cấp cho trẻ những cái kiến thức cơ bản sơ đẳng nhất, và cái cách hướng dẫn cái cách sử dụng thế nào cho trẻ vận hành, cho trẻ sử dụng nó không mất an toàn. Có những cái việc đơn giản như là khi chúng ta di chuyển trẻ trên xe hơi chẳng hạn, thì chúng ta cũng phải có cái ý thức để làm thế nào giữ được an toàn cho trẻ. Trẻ nhỏ thì chúng ta có thể bế hãm, lớn hơn một chút hoặc là chúng ta đi xa một mẹ một con thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị những cái đồ dùng mà để an toàn cho trẻ, như là những cái nôi hay là những cái ghế dành riêng cho trẻ em mà có những cái dây an toàn, chứ không đi, không để cho trẻ sử dụng những cái ghế ngồi của người lớn. Hay là sau này thì có thể là trẻ tự ở trên ô tô, đi ô tô được đến trường hay là có xe đón, thì chúng ta phải trang bị cho trẻ những cái kiến thức là ngồi trên ô tô thì phải như thế nào. Và có những cái trường hợp đặc biệt xảy ra, ví dụ như bị quên ở trên ô tô, thì mình phải như thế nào để có thể đập kính ra để có thể thở được, hoặc là phải có những cái ám hiệu như thế nào để cho người bên ngoài xe người ta nhận ra mình đang ở trong cái tình trạng nguy cấp. Có như vậy thì trẻ mới có thể là dần dần trẻ mới thích nghi được với cái môi trường, có được những cái kỹ năng sống và thích nghi được với cái môi trường ở bên ngoài, và trẻ dần dần mới có được những cái kỹ năng mà tự bảo vệ được bản thân và biết cái cách ứng xử với cái môi trường bên ngoài như thế nào để không bị nguy hiểm. Chúc các bạn sẽ là những người bạn, những người lớn đồng hành với trẻ một cách tốt nhất, chăm sóc trẻ một cách an toàn nhất.